Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Đông Ba với các món ngon xứ Huế 7148918028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 7148398121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 7148398121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Pala Casino Spa and Resort, mời quý khách trải nghiệm 5 yếu tố phong thủy thắng lợi. Anh Tuấn, Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Dragon TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19. Trong phần tin tức vào cuối tuần thứ 6, hôm nay là 10 tháng 6 2016. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Anh Tuấn khỏe không và thời tiết như thế nào? Dạ vâng, em xin kính chào anh Hoàng Trọng Thủy, kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp vào sáng ngày hôm nay. Và cũng như thường lệ, chúng tôi trước khi đưa về bản tin độc đức vào sáng ngày hôm nay rạng sáng lúc 1 giờ trưa, 1 giờ tối thì đầu tiên là tin tức. Nếu như bây giờ mà quý vị ra ngoài đường đó thì sẽ thấy những cái cơn mưa phùn, thì nhiều người sẽ suy nghĩ là ô, ngày hôm nay có mưa hay không thưa quý vị. Trang tin tức weather.com đã thông báo rằng sẽ không có mưa trong ngày hôm nay. Mặt trời vẫn sẽ chiếu sáng vào lúc 1 giờ trưa kính thưa quý vị, và độ ẩm vào hôm nay sẽ lên tới 60%. Vào khoảng từ 10 cho tới 11 giờ trưa nay thì trời sẽ hanh khô, một cái mức đột biến kèm theo gió nhẹ từ 5 cho tới 10 độ. Vào buổi tối ngày hôm nay kính thưa quý vị, nhiệt độ thấp nhất là 62 độ. Trong khi đó, vào ngày mai thứ bảy và chủ nhật tuần này, các nhà dự báo cho biết là có thể sẽ có mưa ở một số khu vực khoảng 10%, kèm theo với những cơn gió từ 10 cho tới 15 dặm mỗi giờ. Độ ẩm cũng từ những cơn mưa đó mà sẽ tăng thêm từ 65 cho tới 75% vào ban ngày, và ban đêm nhiệt độ vẫn sẽ là 62 độ kính thưa quý vị. Dự báo thời tiết trong tuần sau sẽ là những ngày nắng đẹp. Cuối tuần sau thưa quý vị, cuối tuần sau sẽ có một đợt không khí thật nóng ảnh hưởng tới các khu vực Nam California. Nhiệt độ vào tuần sau có thể lên tới 90 cho tới 95 độ vào ban ngày. Trong khi đó, kính thưa quý vị, vào khoảng 1 giờ tối sáng nay, một giờ sáng. Lúc đó tối đang ngủ thì 1 giờ sáng nay, một trận động đất mạnh 5.2 độ Richter nằm cách khu vực San Diego khoảng 90 dặm về phía đông, ở nằm trên cái khu đường nứt gãy có tên là San Juanita. Phải không ạ? Dạ vâng, chúng nằm tôi ghi nhận Borrego Springs. Borrego Springs. Yeah. Và cái cơn động đất này đã có tầm ảnh hưởng tại các khu vực như phía tây của Los Angeles, các khu vực như Riverside hay thậm chí là cả Woodland Hills. Người ta vẫn cảm nhận được cái cơn động đất thật mạnh này, nhất là những gia đình mà ở nơi các khu apartment mà tầng 2 đó. Quý vị sẽ cảm nhận được cái cơn động đất này rất là mạnh. Nhiều người vào sáng ngày hôm nay trong gia đình chúng tôi gọi điện tới và hỏi là có phải tôi hôm qua động đất hay không, và thực sự là như vậy kính thưa quý vị. Cũng trong những giờ phút đó thì đã có những một vài cơn dư chấn từ khoảng 3 cho tới 3.5 độ Richter đã ảnh hưởng. Ngay từ giờ phút này thì vẫn chưa có những cái báo cáo về thương tích hay là thương vong hay thiệt hại. Tuy nhiên thì các nhà dự báo về động đất người ta vẫn đang theo dõi về đường nứt gãy này kính thưa quý vị. Sáng nay tôi bị thức giấc vào khoảng như anh Tuấn nói 1 giờ, nhưng mà lúc đó không nhìn thấy đồng hồ cho nên cũng không biết, mình tưởng khoảng 3-4 giờ, không để ý lắm. Nhưng mà sau đó thì khi mà giật mình dậy thì tôi thấy cái ở trên đầu 2 mà nó rung chuyển cũng khá lâu. Sau đó mình chờ đợi, bởi vì tôi sợ là sau đó sẽ xảy ra khi cái đường nứt nó hơi xuống chút xíu thì thấy nó nhẹ thôi. Thì sợ sẽ có một trận động đất lớn sau đó, nhưng mà may quá không có gì diễn biến sau đó nữa. Mặc dù là bản tin ghi nhận là có khoảng 3-4 trận dư chấn phải không ạ? Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, cái đường nứt gãy này là cái một cái đường nứt gãy mà nó nằm ở phía đông của Los Angeles, mà các nhà dự báo cho biết là cái đường gãy này là sẽ tách ra đó. Thì nhiều người ta nói là ở trong vòng vài chục năm nữa nó sẽ tách ra, làm từ cho bây giờ California tới 2035.
Cũng lâu quá. Từ bây giờ tới năm 2035. Nhưng mà anh Tuấn ơi, bất cứ lúc nào trong cái khoảng đó, chứ họ không nói là đến năm 2035 mới xảy ra một cái big one. Tức là có thể lên tới 7 chấm độ Richter. 7 độ Richter. Cho nên thôi thì chuẩn bị phải không ạ? Đây cũng là những cái điểm báo trước. Và nhiều người muốn mua nhà ở California chờ đến khi có một trận động đất lớn á, thì đó giá nhà hy vọng sẽ rẻ đi. Thôi em không có mong chờ cái điều đó xảy ra. Vâng, thưa quý vị, thị trường tài chính ngày hôm nay diễn biến như thế nào? Các cuộc thảo luận về trường hợp nước Anh rời bỏ Liên hiệp Âu Châu vẫn tiếp tục nổi lên, bởi vì sắp tới đây thì người dân Anh sẽ đi bỏ phiếu để quyết định xem lá phiếu của người dân Anh trong một thể chế dân chủ tự do sẽ quyết định chính phủ Anh sẽ ở lại Liên hiệp châu Âu hay không. Và tất cả những cái diễn biến này bên cạnh các mối lo âu về tăng trưởng kinh tế vẫn tiếp tục tồn tại trong đầu óc của những người đầu tư. Và họ tiếp tục bán tháo các cổ phiếu. Vì thế thị trường ngày hôm nay tại Hoa Kỳ này một ngày cuối tuần không đẹp cho lắm. Dow Jones lúc này xuống đến 78 độ thưa quý vị, còn có 17.900 thôi. Cho nên mất gần 100 điểm trong thời gian qua, có lúc lên trên 18.000 điểm. S&P 500 xuống 13 điểm, 2.102. Nasdaq cũng xuống rất là đậm, gần 1%, 4.912. Những quý vị nào thấy 401k, tức là quỹ đầu tư về hưu của mình đó, bị tụt giảm nhẹ trong ngày hôm nay, có thể lên xuống từ 1-2%. Tuy nhiên giá vàng vẫn tiếp tục đi lên, vàng thêm 6 đồng rưỡi nữa. Điều này cho thấy rằng là nguyên một tuần lễ này, từ hôm thứ Hai cho đến giờ này, 5 ngày liên tiếp vàng lên mạnh, từ mức 1.211 đồng bây giờ là 1.279 đồng, lên thêm được gần 70 đô la thưa quý vị chỉ trong vòng 5 ngày qua. Giá dầu tụt giảm, và giá dầu tụt giảm cũng gây ảnh hưởng đến thị trường thế giới, bởi vì khi giá dầu tụt giảm có nghĩa là nguồn tiêu thụ giảm theo. Dầu xuống 85 sen ở mức 49 đồng 71 sen. Đó là diễn biến trong ngày hôm nay. Các thị trường chẳng hạn như là thị trường của ngân hàng cũng bị tụt giảm. Trong khi đó thưa quý vị, ngày nay thì YouTube, ngoài việc mà quý vị có thể tải những video của mình lên và giữ ở đó để cho mọi người vào xem, bây giờ có các hệ thống live video, hệ thống trực tuyến quý vị có thể vào đây xem Little Sài Gòn TV. Mình có thể vào đây để xem Little Sài Gòn TV trực tiếp nếu quý vị không có TV ở nơi làm việc hoặc ở nhà không có TV. Hình ảnh HD rất đẹp. Đây là hình ảnh cho thấy rằng là tiến trình quan tài, cổ quan tài của nhà võ sĩ quyền Anh số 1 thế giới Muhammad Ali đang diễn biến. Và có thể nói rằng là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, một tang lễ đã được trực tuyến trên mạng YouTube để tất cả những người trên thế giới hâm mộ cái khả năng mà quyền Anh của Muhammad Ali có thể theo dõi. Bản tin ghi nhận có tới 15.000 vé để tham dự tang lễ miễn phí đã được phát ra và ngay lập tức đã biến mất chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Tang lễ diễn ra trong bầu không khí có thể nói rằng là thương tiếc của khắp mọi người trên toàn thế giới, và nhất là thưa quý vị ở tại Louisville, tiểu bang Kentucky, bởi vì Louisville là quê hương của Muhammad Ali. 19 dặm đường, và quý vị thấy chiếc xe này sẽ đưa quan tài của Muhammad Ali ngang qua các đường phố nơi mà ông đã từng đi qua từ lúc trẻ thơ cho đến khi trở thành võ sĩ quyền Anh số 1 trên thế giới, để tất cả mọi người có thể vì lý do nào đó không tham dự tang lễ được vẫn có thể nhìn thấy cổ quan tài. Và với cái kỹ thuật ngày nay, điện thoại cầm tay, quý vị thấy hầu như 100 người thì hết 90 người, 99 người là mỗi người đều cầm điện thoại mình để mình ghi nhận được lúc mà quan tài đi qua thưa quý vị. Chúng tôi còn một vài bản tin liên quan đến tang lễ của Muhammad Ali ngày hôm nay. Mike Tyson, rồi ông tại sao lại có liên can đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào tang lễ này nữa. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.
tìm sự cân bằng hoàn hảo với sự sang trọng 4 kim cương tại phía bắc San Diego, Palo Casino Spa and Resort.